Kính thưa quý vị, khối BRICS tìm cách tạo dựng thương mại với châu Phi. Ít hơn 2 tuần sau khi chính thức trở thành chủ tịch nhà nước Trung Cộng, nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc đã không che giấu những ưu tiên của mình. Tanzania đã là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của châu Phi đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Cộng đã là đối tác thương mại lớn nhất của châu lục này với 200 triệu Mỹ Kim trao đổi thương mại trong năm ngoái. Mục đầu tiên trong chương trình nghị sự của chuyến đi này là ký kết thêm nhiều hợp đồng thương mại khác. Tổng cộng đã có 16 hợp đồng thương mại được ký kết. Đây là loại đầu tư mà nhiều người cho rằng sẽ giúp cho sự trỗi dậy của châu Phi. Phân tích gia Alisa Chu cho rằng, lục địa này đã không thể phát triển nhanh như vậy trong 10 năm qua nếu không có Trung Quốc. Trung Quốc đã đến châu Phi và xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng. Đây là một điều tốt và là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hiện đang có 2.000 công ty của Trung Quốc hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên khắp châu Phi, một lục địa có nhiều tài nguyên chưa được khai thác. Kim cương chỉ là một trong số các tài nguyên khoáng sản được chú ý đến. Lục địa này còn có một trữ lượng dầu đáng kể, phần lớn chưa được khai thác. Lục địa này cũng là một thị trường mới hấp dẫn. Theo Quỹ Tiền tệ Thế giới, 7 trong 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất vào năm 2015 sẽ là những nền kinh tế trong vùng cận Sahara. Tuy nhiên, cạnh tranh để giành quyền khai thác các nguồn tài nguyên đang gia tăng. Hải cảng Đột Bành của Nam Phi là nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh BRICS, trong khi các nền kinh tế lớn mới nổi của thế giới đang để mắt đến sự giàu có của châu Phi. Mặc dù các nước thành viên của khối BRICS đã nói đến kế hoạch thành lập một ngân hàng phát triển mới, nhưng vẫn có những mối quan tâm cho rằng mối quan hệ này chỉ có giành lấy chứ không có chia sẻ. Phân tích gia tài chính Bismarck cho biết, ngay cả khi họ đầu tư vào các dự án lớn, các nước BRICS đã không chuyển giao kỹ thuật và hiểu biết. Họ mang kỹ thuật đến châu Phi, sử dụng người lao động Trung Quốc. Theo ông thì tất cả những điều này cần phải thay đổi, thì châu Phi mới có thể thực sự phát triển. Thậm chí, chính sách độc quyền nhân sự đã gây nên những cuộc nổi loạn của người dân địa phương tìm việc làm. Chủ tịch Trung Quốc đã xoa dịu những mối quan tâm bằng cách hứa hẹn một mối quan hệ bình đẳng thông qua đào tạo và học bổng. Trong khi một số người có thể không tin tưởng vào cam kết này, nhưng ít nhất trên các đường phố của Tanzania, viện trợ của Trung Quốc đang được chào đón với vòng tay rộng mở.